Chào các bạn yêu thích tử vi nha. Có mấy ngày vừa qua không nói tử vi, không biết mọi người sao rồi. Thì trước tiên mình trả lời cho những cái câu hỏi mà các bạn gửi về. Thì có một bạn là gửi lâu lắm rồi, mà hồi xưa thì bạn đô xì bạn gửi ấy, thì bạn ấy là có một người nữ sinh năm 80 hỏi chung với một người con gì đó, nhưng mà khi đi kiếm lại lá số thì kiếm thấy. Nên chị ấy có nghe được thì nhớ gửi lại nha. Ok. Tiếp theo thì mình trả lời cho bạn Hương Thảo Vũ hỏi khá lâu rồi. Mình nghĩ tên là Vũ Hương Thảo thì đúng hơn, nghe nó hay hơn. Thì bạn Thảo có gửi về hỏi xem là cái hạn tới bạn gặp sao tham lam, hám và cung tử tức, phải có bị tai nạn gì không? Thứ hai là nhờ anh chị xem cung quan lộc xem hợp với ngành nghề nào. Chưa đi làm vì nuôi con nên học tiếp có được không? Thì trước hết bạn Hương Thảo mà muốn coi được cái hạn của mình á, thì mình nên trước tiên mình coi là mình phải coi cái đại hạn trước, sau đó mình coi tới cái tiểu hạn 1 năm sau. Nếu như cái đại hạn của mình không tốt thì cái tiểu hạn nó tốt, mình cũng trục chặt một chút, có nghĩa là mình qua việc đó mọi thứ nó nhẹ nhàng hơn thôi, chứ còn cái 10 năm đó thì mình vẫn cực. Hiện tại thì bạn Vũ Hương Thảo đang ở trong đại hạn về cung phu 24 đến 33. Ở đây thì mình có hai sao không kiếp cậu thiên không. Chính tinh của mình là thiên khơ, mình là người mệnh kim. Vậy thì trong chuyện tình cảm của mình có chút vấn đề. Ở hạn này có tam minh đầu hồng hỷ chiếu thì mình sẽ lên xe bông. Nhưng mà ở hạn này mình gặp thiên không nó đi chung nên trong chuyện tình cảm nó có sự rắc rối. Trong các hạn, cái hạn mà gặp thiên không ngộ không kiếp là hạn nặng nhất. Nên cái đầu tiên là mình phải lo sức khỏe của mình là một, chồng mình là hai. Và sau đó là mình lo tới vấn đề là cuộc sống hôn nhân giữa mình và người chồng của mình, xem có giữ được không. Có nhiều yếu tố xảy ra trong cái hạn này. Nếu như người chồng của mình đứng tuổi một chút và đã từng có hôn nhân không thuận ý thì đây là tốt. Vậy tiểu hạn 1 năm mình sẽ rơi vào, không biết bạn tính sao mà năm tới bạn kêu bạn gặp sao tham lang ngộ sát tinh. Thì theo mình tính ở đây thì tiểu hạn sẽ gặp cự môn ở đóng cung phúc, cái này có sự giao hội của không kiếp trùng phùng. Trong tam hợp thì gặp được sao lưu thái tuế ngô lưu lộc. Vậy thì năm nay trong vấn đề kiếm tiền, tiền tới với mình cũng đem lên một chút gì đó tai nạn cho mình. Hạn đại hạn thiên không gặp ngay tiểu hạn thiên không thì năm nay rất đáng lo. Nếu họ hàng mình năm nay xảy ra, bà con họ hàng mình có gọi gặp một tí chuyện gì đó thì nó đỡ cho bản thân mình. Năm nay tránh vấn đề tranh chấp cái lộn với họ hàng bà con dẫn tới tai nạn. Năm nay nhớ đi, mình và chồng mình chịu khó đi khám sức khỏe thường xuyên một chút nó sẽ tốt hơn. Ở hạn 10 năm này nếu hỏi về đi học thì em đi học lại được, vì hạn thiên không mình học được, nhưng mà dù giao hội không kiếp thì mình học mọi thứ nó khá là vất vả. 10 năm này thì không là tính kinh doanh là làm ăn gì được, vì mình đang giao hội của đi kiếp nên người chồng mình là cần phải lo. Thì riêng về cung tử tức thì em anh kình dương thiên hình đóng cung tử nên ít con thôi thì tốt hơn. Thì anh thấy trong đó viết là có 2 con rồi thì không nên có thêm con. Sao mình là người tuổi kim, mình sinh ra sao phá quân là hành thủy nên cho con cái mình phải lo toan vất vả hơi nhiều. Dù sao phá quân nó không phải sát tinh, nhưng mà sát tinh nhiều quá thì nó phá cái cung này nên con cái mình khá nhiều chuyện để lo, nhất là bệnh tật lặt vặt, hoặc là con cái nó đi tới đi lui nhiều nó rất dễ gặp chuyện không hay. Nhưng mà nếu mình nuôi dưỡng được tốt thì sau này dù sao đứng sinh trong đất thiên thời của đời mình nên về sau sẽ là rất là giỏi. Thiên hướng sau này cho các cháu học bên mạng kỹ thuật sáng tạo hoặc là những mạng về kỹ thuật, bớt sát tinh đi thì nó đỡ hơn, tốt hơn. Nhất là học những ngành công nghệ mới thì sẽ giảm được bớt khá nhiều thứ. Hay làm những cái mạng giống như là làm bác sĩ về giải phẫu hay là mổ xẻ gì đó thì rất là tốt. Nếu trước khi sinh mà mình đã từng mất một đứa con hay gì đó thì lá số này là tốt. Hạn này học tiếp ok. Thì thiên lương đó là sao sang, thanh cao và quý phái, nên em chọn những cái việc gì mà mình kiểm soát hoặc là mình
đứng vị trí quản lý thôi, mình nhìn vào, mình tương tác hoặc là lên về mảng nhân sự rất là tốt. Không, em làm về bên kiểm toán kế toán, nhất là cái mảng về như là giám sát này, kiểm toán này, tài vụ này, quản lý nhân sự này. Còn nếu như mà mình đam mê, mình dù sao mình có hai sao lộc ở bản mệnh thì mình có thể học về những mảng giống như là điều dưỡng này, y tá này, bác sĩ tổng quát này. Thường thì em phải làm ở cái mảng này khá chuyên sâu một chút, bởi vì mình ở đây mình có hai sao cô quả nên cái khả năng mình làm riêng một mình khá nhiều. Đây thì mình làm trong mảng về y được, nhưng mà về kỹ thuật mà mình làm tách biệt ra, mình một văn phòng thì khá tốt. Không đi nhiều về bên mảng công chúng được, bởi vì thái dương thái âm của em nó gặp tuần triệt, nên mình có khả năng tương tác xã hội của mình, về nhất là có cô quả nữa, nó không tốt, nó làm cho mình bị trời tiếng dị nghị nhiều hơn. Sao thế, thấy thi lương là chịu cực được nhá, chịu cực chịu cày bừa được, nên mà có tài hiểu thì đường đời chính như là một ngày nào đó em sẽ có thể làm nên vị trí sếp, nhưng mà không thể làm lớn được. Thì ở vị trí sếp mình làm vị trí mà có một phần gì đó mình giám sát, mình quản lý người ta hơn là mình lao đầu vô làm chung với nhân viên thì nó đỡ hơn. Thì anh nghĩ nếu như em mà có con rồi thì nên làm chuyên về mảng mảng mà tài vụ, hoạch định kế hoạch phát triển kinh doanh thì nó hợp với em hơn. Nhưng mà những cái sao mà tài hiểu nó cho mình thích làm trong chính giới lắm nhá, thích làm sếp lắm nhá, nó phải cẩn thận. Mà khi mà mình làm gì thích, nhiều người ủng hộ mình lắm, nhưng mà theo đúng đó thì em khá là mệt. Đó là tổng qua những nghề nghiệp em có thể làm được. Cha đó sao thái âm nó liên quan tới mảng tiền tệ khá nhiều, nhưng mà tại vì nó ngộ triệt đó nên em phải làm vô cái mảng mà liên quan tới tiền nhưng mà không dính tay vô là sai tiền được. Với lại thiên đồng nóng cung di thì tính chất mình ra đường hay đi thay đổi, mà đây mình có thiên không địa không chờ sẵn là cung di, thì mình làm với yếu tố mà ở trong một văn phòng gì đó riêng mình thì nó tốt hơn là vấn đề đi giao tiếp xã hội rộng ra thì nó không nên. Thì đó là cái anh trả lời cho Hương Thảo Vũ nha. Tiếp theo là trả lời cho em Nguyên Huỳnh có hỏi về đường tình cảm của mình. Thì em là người mệnh vô chính diệu, ở đây thấy được là có sao thiên hình là bản mệnh này, anh theo vô cô quả này, cung tài có sao đà la hóa kỵ này, vậy mệnh anh được 3 sao diêu đà kỵ tam ám. Mình nhớ là trong mấy cái câu hỏi các bạn có hay hỏi về mấy cái mà người nào bị người âm theo rồi rồi phải cúng sao giải hạn gì đó, thì các bạn để ý đây là đơn giản thôi, đâu có gì đâu. 2 sao cô thần quả tú này, quả tú là quả phụ này, cô thần là người đàn ông độc thân này, đi với lại Rêu Kỵ Ngộ Đà này, là tam ám này, là những cái mà người ta hay đưa cho cái thế gọi là có người âm theo đấy, số hầu đồng ngũ huyết gì đó 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 đây nè, thì dính cái lá số giống giống như vậy. Tam ám thì nó làm cho cái bản tính của mình á, có nhiều cái việc việc mình mong muốn mình làm mà mình không bao giờ đạt được, mà luôn luôn mình có sự bực dọc trong trong lòng mình không có sự xứng ý toại lòng, không sự hài lòng. Thì cái bản tính của người cô quả là mình bất cần, khi mà gặp chuyện nó mình cảm thấy như tình cảm không ý là mình cắt luôn, vì đây mình có làm sao thiên hình thì mình dính vào bất cứ chuyện tình cảm nào nó nhồng nhằng như là gà mắc dây thun, theo thì không xứng ý toại lòng mà bỏ đi thì tiếc, tới cũng không được luôn cũng không xong, nó là chân của tam ám, nó là cho mình rất là bực bội, mình khó chịu với những chuyện tình cảm của mình. Vậy thì trước giờ em lên xe bông chưa? Nếu chưa thì tranh thủ em tận dụng cái thân của mình, cái là công phu, mình gặp anh nào đó mình yêu lý trí đi, mình cưới luôn thì mình chuyển sang thân thì cái mệnh mình nó nhẹ lại đó, mọi thứ nó chỉ nằm trong suy nghĩ của mình thôi, những cái tính toán, những cái chuyện khó chịu nó chỉ nằm trong suy nghĩ thôi, nhưng mà cái hành động của mình lúc đó nó thay đổi cuộc đời mình rồi. Thì ở thân của mình ăn khá là nhiều sao cát tinh, thì cảm thấy cho sau khi kết hôn thì đời mình vui hơn. Thì anh chồng của em sẽ là người khá giỏi đa ngành nghề, thì sau khi cưới anh xong thì mình có khả năng kinh doanh buôn bán cũng tốt lên, và mình có khả năng giao tiếp hoặc là học về văn hóa nghệ thuật mọi thứ cũng tăng lên khá nhiều. Hai vợ chồng hưởng thụ lắm, nên nhớ là con thiên tài đóng cung phu thê là cái vấn đề liên quan tới chồng con của mình là chuyện mình phải lo, và cái cách sống của mình với chồng mình nó ảnh hưởng lớn đến cuộc đời của mình. Cung phu chị thấy là
Anh này tuy giỏi là giỏi nhưng mà túi không giữ được tiền, thì mình phải biết cách làm sao cho bản thân mình giữ được tiền. Nhưng mà khi mình bệnh, mình sang thân rồi thì mình né được cái tam ám, cái cô quả của đời mình đỡ hơn. Hiện tại năm nay em sẽ đi về cung thiên di của đời em, gặp thiên đồng cư môn ngộ kình, thì năm nay tránh những chuyện tranh chấp cá lộn không nên. Gặp người nào mình ghét hay không thích, hoặc là trong vấn đề mà ngay cả tình cảm lắm, về việc làm mình thấy người ta không được, thì người ta thấy mặt người ta thì người đó đi tay trái thì mình đi tay phải, người ta đi tới thì mình quay lưng mình chạy luôn, thì nó né bớt chuyện nhức đầu bực mình đi. Thì khi sang năm thì em sẽ đi tới lui một chút, có một tí chuyện không ưng ý, nhưng mà được cái là ăn sao tham lang thì mình khá là vui. Thì có thể thôi nhé, có thể là sang năm mình sẽ gặp được ai đó mình muốn gặp. Năm tới nữa về cung năm Mão, cung quan của đời mình á, thì ở đây có sự âm dương ngộ tam minh đào hồng hỷ ngộ song hao, khá nhiều cách tinh tụ về, thì đây có thể là cái hạn em sẽ lên xe bông. Nhưng mà lên nhớ nhé là mình cần yếu tố lý trí một chút, tại vì cái mệnh của mình, con có tinh thần á, tính mình dễ cắt đứt tất cả mối quan hệ gì một một hai câu cá lộ, mình đứt luôn, mình không gặp nữa. Hay là câu quả nó làm mình luôn luôn yếu tố là trong lòng mình cảm thấy người này vẫn chưa phải là người của mình, không có tính xét ái tình đâu, nên nhiều khi mình chờ người đàn ông mới nói chuyện yêu mình hoặc là lên xe bông với mình, người ta không có nói đâu, tại vì mệnh mình ăn cái tam ám. Nên em cần nhất là cái nghị lực hoặc là cái mạnh mẽ. Một người nữ mà có thể gặp người đàn ông nói thẳng câu là anh quen em bây giờ ta cưới đó, ông kia ông cưới là ông kia ông nói đùa một câu là mai anh cưới là mai sắp đứt đi cái ký giấy tờ kết hôn liền nha, đừng đừng bỏ cơ hội đó nha, rồi cho mình sang thân luôn. Ở đường đời sau này thì mọi thứ nó sau khi có chồng rồi mọi thứ nó đỡ đi, nó là mệnh chuyển sang thân, đời nó sẽ khác đi một chút. Đó là anh trả lời cho bạn Trúc Nguyên Huỳnh nha. Brian Võ với lại vợ của bạn ấy. Thì bạn Ryan nó hỏi là năm nay bạn ấy tính mua cái nhà mới. Vậy thì năm nay đối với cả hai vợ chồng bạn ấy có tốt không? Vì hai năm nay hai bạn chồng mình ấy cố gắng lắm mà mua không có được. Thì về vấn đề coi về nhà cửa đất đai mọi thứ thì mình không có rành lắm. Nên mình có gọi điện thoại xin ý kiến góp ý của chú Lê Đức, để xem chú cho một ít ý để mình có thể là góp ý với hai bạn. Thì thứ nhất là chú gửi cho mình một cái phần, đó là coi xem là nếu như mình muốn làm nhà hoặc là mua nhà mới thì phải coi xem là cái tuổi đó có vi phạm kim lâu không. Thì nếu như mình phạm kim lâu á, thì mình sẽ không ở trong cái nhà đó bền lâu được. Thì trước nhất trong quyển tử vi nguyện lý đầu tiên của cụ Thiên Lương có để lại á, thì có viết cụ thể vô là những cái tuổi. Thì khi mình coi cái tuổi đó thì mình sẽ ăn cung gì, thì ở đây viết rất là cụ thể, có nghĩa là cách tính xem năm tuổi có bị kim lâu hay không thì phụ thuộc vào cái tuổi đó có phạm vào bốn cung, có nghĩa là càn khôn cấn tốn không. Thì cái phần này trải đều cho tất cả các tuổi. Thì ví dụ như bạn Ryan hiện tại là 44 tuổi, là vào cung ly, vậy thì năm nay mình ra Ryan xây nhà tàu cửa được. Vợ mình năm nay là 32 tuổi, phạm chí cấn. Thì nếu như mua thì phải coi thử xem là mình là đứng tên chính hay vợ mình đứng tên. Thì nếu như mà vợ mình đứng tên thì năm nay không nên mua, vì cái nhà đó có thể là mình ở không bền. Thứ hai là nếu mua thì mình không nên sửa. Vậy thì nếu tính theo cách này thì chỉ có Ryan không phạm kim lâu, thì Ryan sẽ là người chủ đứng ra tương tác và mua nhà, hoặc là mình đứng tên chủ trong cái giấy tờ nhà của mình. Tiếp theo là chú có gửi cho thêm một phần nữa, cái phần này mình không giỏi đâu. Thì sau khi mình trả lời xong thì mong là các bạn không hỏi thêm nhiều về cái mảng này, thì nó không phải là cái chuyên mảng của mình. Phần này liên quan nhiều tới bên tử vi phong thủy. Thì chú Lê Đức có gửi cho mình ba trang sách. Thì cái trang đầu tiên lúc đó là mình nói liên quan tới yếu tố kim lâu. Thì khi các bạn nhìn vô các bạn sẽ thấy được là nếu như mình ở cái độ tuổi nào thì cái các dụ như mình rơi vô các chữ như càn khôn cấn tốn ở đây này, trên cái tuổi của mình á, thì cái tuổi đó mình không nên sửa nhà là một này, mua nhà là hai này. Đó, hai trang sau chú Lê Đức có gửi cho tụi mình á, thì có phần đề cập tới cung phi. Cái phần này liên quan trực tiếp tới bên bát trạch minh cảnh. Trong cái bát trạch minh cảnh nó sẽ cho mình được biết được là cái
cung phi của mình nằm ở đâu. Giờ thì cái phi cung nó quyết định vấn đề là cái hướng nhà của mình đang nằm ở hướng nào khi mình mua là tốt nhất. Thì Byron sinh năm 1978, nó là Mậu Ngọ. Mậu Ngọ thì ở đây là dính vô chữ Tốn. Thì người vợ lại sinh năm 1990, thì nữ sinh năm 1990 sinh dưới Càn. Các bạn nhìn vào bản đồ tử vi của chúng ta đó, thì các bạn bỏ 4 ô tứ mộ đi, thì cái cung ly á, sẽ là nằm chính ngọ. Đó là cung ngọ của mình á, nó nằm cung ly. Thì dịch một chút về cung tỵ á, là chữ chữ Tốn. Vậy chữ chấn sẽ là nằm ở cung Mão, đó là ở hướng đông. Vậy thì các bạn sẽ thấy được là chữ khôn và chữ đoài sẽ nằm hướng tây. Thì cái cung đoài á, là chính cung của hướng tây. Nếu các bạn cứ nhìn đi, ví dụ như cung Dậu, đó là hướng chính tây của mình á, thì Brian sẽ mang chữ Tốn, có nghĩa là thiên hướng là thích cái hướng đông nam sẽ tuyệt vời. Thì người vợ của mình á, thì dính chữ Càn, cái đó là cung Hợi. Vậy thì cung Hợi sẽ là tây bắc. Vậy thì khi mà mua nhà đó là khuynh hướng là mua cái nhà này cho ai, ví dụ như mua cho chính cho Brian ở, thì mình là chính, mình đứng chủ tên, mình thầu tất cả cho nhà của mình đúng không, thì mình lên lấy hướng đông nam là cái hướng mà sẽ tốt nhất cho mình. Cả mọi hướng, có nghĩa là kể cả hướng bếp mọi thứ, thì nếu như dành cho mình thì nên chọn cái hướng đó là hướng tốt nhất. Vậy nếu như mua cái nhà này mà mua cho vợ mình và mình đứng tên, vợ mình là mua chính, thì nên chọn hướng đó là hướng tây bắc vì nó phù hợp với chữ Càn. Đó là phần về bát trạch minh cảnh mà chú Lê Đức gửi tặng mọi người. Các bác để ý này, trường lúc mà nói chuyện với chú mình có hỏi thì cái cách mà coi cái hướng á, thì mình tính như thế nào, thì đơn giản thôi, có nghĩa là bạn vô dưới cái nhà của bạn, bạn mở cái la bàn của mình ra, thì cái hướng cửa của mình nó nằm ở cái hướng nào trong cái la bàn đó. Tại vì khi mình coi cái nhà, mình đừng đứng ngay cái cửa mình coi cái hướng, mà là mình đứng ở tâm của cái nhà rồi mình chọn cái hướng, có nghĩa là cái cửa mình có phải lệch vào cái hướng đông nam trong cái tâm của cái nhà không, thì đó là nó hợp với mình. Vậy thì khi mà các bạn sinh ra trong cái năm nào, nó sẽ có một cái hướng cho các bạn, thì mình khi mình mua nhà mình chọn cái hướng đó là cái hướng đẹp nhất cho bản thân mình. Các bạn để ý này, nhiều khi chúng ta mua nhà hay coi hướng hợp của cả hai vợ chồng, thì nếu như cách tính hiện tại thì năm nay sẽ tốt cho cả hai vợ chồng của Brian mua nhà, nhưng mà tốt cho Brian nhiều hơn là vợ mình, thì mình nên là người chọn cái hướng chính cho gia đình mình thì nó sẽ tốt hơn. Thêm nữa thì hôm nào phải có một cái bài nói, ví dụ như là trong cái nhà thì ví dụ như lấy mình làm chính thì nhà mình hướng này, vợ mình là chủ gia đình, thì nên chọn cái một cái hướng bếp như thế nào nó phù hợp với cả hai vợ chồng. Tại vì nhìn cái hướng cái này, có nghĩa là hướng của Brian với hướng vợ Brian trong cái hướng nhà có cách biệt một chút, thì người nào đứng chủ tên thì chọn cái hướng đó là làm chính. Thì cái đó là cái phần phong thủy để coi hướng nhà, coi cái tuổi hợp có mua nhà được hay không. Giờ mình trở lại với vấn đề chính, có nghĩa là mình mở lá số tử vi ra mình coi như thế nào. Thì bạn Brian là bạn ấy có mệnh nằm ở cung Dần, ánh sao cơ âm. Thì cái khuynh hướng của cái sao Thái âm mà mạnh đó là bạn này rất thích đậu nhà cửa, cái gì cái chứ phải có nhà cửa trước và tính tất cả mọi thứ. Nhưng mà có điều là cái mệnh mình là lục hại với cung điền, thì cho thấy một điều là khi mình lục hại ấy là mình ở nhà có yếu tố là ở đâu không ở bền lâu được. Thì năm nay là Brian vô 44, có nghĩa là sang cái đại hạn gặp cung Quan Lộc. Cung Quan Lộc thì mình đây mình gặp vào một số sát tinh ánh phá cung quan. Thì 10 năm trước mình ăn được cái cung điền ngũ lộc, thì có thể là mình có khả năng là có đổi nhà đổi cửa hoặc mua nhà mua cửa từ những cái hạn đó rồi. Thì năm nay tiểu hạn về cung tử tức, ăn sao vú phá, đối cung nó là tử điền. Vậy thì cái đại vận của mình có khả năng là cái đại vận này mình ra khá nhiều tiền. Mà hướng này năm nay liên quan tới yếu tố con cái và nhà cửa là quan trọng nhất. Vậy thì năm nay đổi nhà đổi cửa được, nhất là ăn sao vú khúc phá quân là mình có một cái thay đổi gì khá lớn trong vấn đề về nhà cửa đất đai con cái, thì cái này thì khá tốt, thì năm nay có thể tậu nhà được. Vậy thì vừa trùng luôn của cái hạn kim lâu, vừa có được cái hướng đi, rồi thêm nữa là cái lá số mình cho thấy mình có thể mua nhà được, thì năm nay đổi nhà đổi cửa được. Năm trước Brian đi ngang qua cung tài ánh sao thiên đồng, thì năm trước có một chút gì đó mà mình phải đổi chỗ ở tới lui nhiều, nhưng mà năm trước lại không tốt để mua nhà mua cửa.
Vì năm trước mình bị khá nhiều sách tinh đánh phá về như là khủng khiếp tiền đà, nên mình có cảm giác như là năm trước lục đục nhiều chuyện lắm, tiền mất nhiều nhiều chứ mua nhà mua cửa không được. Thì có đổi chỗ, ví dụ như là đi đây ở kia thì nhiều thôi, bị nhiều như vậy. Riêng về vợ Brian á, thì năm nay 32, hãy còn trong đại hạn cung phu. Theo sự góp ý của chú Đức á, thì phải nói là lấy vợ Ryan á, sinh vào giờ ngọ mới đúng. Nhưng giờ mùi không đúng. Thì giờ mùi rất khó là lập gia đình. Còn thì đa số mà sinh giờ ngọ với hợp yếu tố là thích văn nghệ, thích ăn uống này nọ, hoặc là có yếu tố liên quan đến thích về nghệ thuật thời trang và hưởng thụ. Nhưng lại không có yếu tố trở thành một người bên nghệ thuật nổi tiếng được. Thì ở đây cung phu thê là anh Vũ Khúc Thiên Tướng khổ khá là nhiều xã casting nha, này khá tốt. Thì từ lúc cưới vợ này thì vậy anh được cái cung phu trong lá số của cô vợ này. Ở đây mình này có yếu tố ăn được cái lộc tồn của tuổi canh của vợ mình, nên tự nhiên mình làm ăn khá lên. Thì ở đây cái hạn khá đẹp khi mà thiên má lộc tồn của Vũ Khúc này nọ, thì hạn này tậu nhà tậu cửa là bình thường đối cho con vợ mình. Thì cái tiểu hạn năm nay lại về năm Sửu rơi vào cung Bào, mà Bào trong tam hợp của Huynh Ngách Điền. Thì ở đây có yếu tố có nghĩa là mua nhà mua cửa này. Vậy thì lục lộc trùng lộc có nghĩa là lộc hóa lộc của thiên bàn, ngộ lưu lộc của năm, ăn thêm lưu hóa quyền của năm. Vậy thì năm nay kích phá có khả năng là hai vợ chồng quyết định là cứng rắn mua nhà bằng được trong năm nay, thể hiện là người người vợ trong cái tiểu hạn năm Sửu. Thì xin chúc mừng hai vợ chồng năm nay mua nhà mua cửa được. Nhưng mà năm nay tránh để vợ quyết định trong vấn đề mua nhà cửa, tại vì năm nay vợ mình trùng hùng các sao như là kình kỵ khung kiếp đánh phá về, thì cẩn thận vợ mình tương tác trong vấn đề nhà cửa dễ có vấn đề là mình bị tốn tiền tốn bạc hay gặp tai nạn. Còn đối với Ryan tiểu vận năm nay thì liên quan cung tử tức ngộ thiên không, thì năm nay có một cái sự biến chuyển, có nghĩa là năm nay mình hơi cực, mọi thứ mình có thể ra khá nhiều, rồi sau đó mình cũng đạt được khá nhiều thứ, nhưng mà cuối cùng kết quả là bằng không trong một năm. Vậy thì với cái hạn mà gặp thiên không, mua nhà khá tốt, nó đỡ được thiên không khá nhiều. Thì cái đó là cái phần ý kiến của mình, và có sự giúp rất lớn trong vấn đề tư vấn về vấn đề chọn hướng nhà và chọn cái tuổi để mua. Dưới sự góp ý của chú Lê Đức gửi tặng cho bạn Ryan và vợ bạn ấy nha. Ok, cố lên mua nhà thôi. Xin chúc mừng hai người. Thì xin phép cái phần trả lời của mình cho bạn Ryan tạm dừng ở đây. Thank you.